Dạ, em thích người cao hơn em một cái đầu. Không thích người phụ nữ hơi chẳng chọe. Em thích người có khuôn mặt nhìn có duyên. Mời bạn nam. Chào với bạn. Dạ, chào tất cả mọi người. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em giới thiệu về mình. Em tên là Minh Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Kiên Giang và hiện em đang làm lễ tân khách sạn ạ. Em làm lễ tân khách sạn ở đâu? Dạ, em làm ở Rạch Giá luôn chị. À, là từ Kiên Giang lên đây luôn hả? Dạ, đúng rồi ạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em là tên là Võ Văn Mến, năm nay 30 tuổi, cũng đến từ Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện tại là công tác chuyên viên văn phòng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch của tỉnh Kiên Giang. À, kỳ lạ nha. Có khi nào cái duyên rồi đó. Hai bạn ở Kiên Giang ở làm việc ở một tỉnh luôn và không gặp nhau ở tỉnh Kiên Giang mà gặp tại thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có khi nào sáng nay hai bạn đi cùng xe lên đây không ta? quên, cái này phải hỏi cho kỹ. Hai bạn ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. Mình trao đổi với nhau thử. Ừ, đúng rồi, hai bạn hỏi đi coi đâu. Em ở đâu em? Dạ, em ở phường Vĩnh Thanh ạ. Anh thì gia đình thì ở dưới Gò Quao. Có quen ai Gò Quao không? Dạ không ạ. Có quen không? Không quen. Được, ổn. Anh ơi kìa, anh ơi kìa. Là em nghe anh nói là anh họ Võ phải không ạ? À đúng rồi. Em cũng họ Võ. Ủa vậy hả? Dạ. Ở sao trùng. Bà má ông bà coi có quen không? Mà gia đình ông bà hồi trước giờ là ở tại Rạch Giá luôn em hay là ở đâu? Dạ đúng rồi ạ. Chắc không có bà con đâu. Tại vì nội anh á là ở Sài Gòn. Gốc ông nội Sài Gòn. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình hát bài Kiên Giang đi ha. Kiên Giang mình đẹp làm sao? 2, 3. Rồi hai người Kiên Giang không hát gì chưa trời. Kiên Giang em không thuộc lời anh Linh ơi. Anh Nguyễn Linh ơi, sẵn anh nói vậy thì hôm nay em xin gửi tặng mọi người một đoạn ngắn trong ca khúc mà viết về quê hương của em. Đúng rồi. Kiên Giang là đẹp lắm hả? Rồi. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Bóng mây xanh đôi bóng nuôi, con chim nhạn hát điệu tình quê. Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên bên cảng quê hương. Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp. Dạ em xin hát hả? Bạn gái, bạn làm cái công việc lễ tân như vậy chắc chắn là bạn sẽ gặp rất nhiều đối tượng. Dạ đúng ạ. Tại sao mình phải nhờ tới chương trình tuốt ở trên Sài Gòn? Dạ thì công việc của em là toàn thời gian đó chị, là làm từ sáng cho tới tối. Dạ, do tính của em là sống hướng nội, ít khi hướng ngoại đó chị. Thì làm tan ca về thì chị ở nhà tới khi... Mình ngồi trong quá trình mình tiếp khách thì không có anh nào để ý hả? Dạ đúng rồi, rất là nhiều chị. Nhưng mà tính của em thì cũng hơi bị khó. Em không có thích với những người chọc ghẹo mình đó chị. Giờ mình có mối tình nào chưa? Em thích hai người, cả hai đều đơn phương chị. Thì cách đây 10 năm thì em có thích một người. 2 năm trước thì cũng có thích một người. Ôi sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích một năm thì bản thân của em thì cũng có dèm pha nó vô nó ra. Nhưng mà người ta chỉ im thôi chị. Không động đậy rụt rịch gì hết. Không có gì hết. Rồi bên đây mình chủ động bên luôn nè. Được là anh Linh phải kêu bên đó chủ động giùm em nha. Bên đây chủ động luôn rồi, tấn công liền luôn. Rồi giờ em thích mẫu bạn trai với người bạn đời mình sao? Dạ em thích người cao hơn em một cái đầu. Không hút thuốc. Có thể uống bia rượu nhưng mà phải có chừng mực thôi anh. Dạ biết quan tâm, chia sẻ, sống có trách nhiệm với gia đình ạ. Dạ. Cao hơn cái đầu là sao? Dạ về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để cho hỏi rõ công việc bạn bên kia, bạn nói rõ công việc của mình chút xíu rồi bạn. Dạ công việc của em á là chuyên viên văn phòng, chuyên về tham mưu cho lãnh đạo á về vấn đề là tổng hợp báo cáo hàng năm. Chắc báo cáo tháng. Mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em được hai mối tình mà mối tình đầu tiên á là 8 năm. Đó, quen dạ. Từ năm học cấp 2. Rồi mối tình thứ hai mấy năm? Dạ mối tình thứ hai 4 năm. Em muốn một cô gái như thế nào? Em thì thứ nhất là cái biết
đối nhân xử thế, biết ông biết bà, biết trên biết dưới. Gì nữa không bạn? Rồi thứ hai nữa là phải hiểu nhau và thông cảm lẫn nhau. Đặt ví dụ như em có ghen không em? Tánh em có ghen không? Dạ em ghen nhưng mà ghen hiền anh ơi. Ghen hiền là ghen sao? Em ít có nói á. Dạ đúng rồi chị. Em không thích người phụ nữ gì? Không thích người phụ nữ hơi chảnh chọe. Chảnh chọe. Không có lễ phép. Yên tâm cô kia lễ tân mà, trời ơi, đẹp xinh. Ai cũng cười, ai cũng chào hết trơn á. Không quen cũng chào, ghét cũng chào. Hãy chào luôn, yên tâm. Mình không thích điểm gì á người đàn ông? Không thích hút thuốc hả chị? Rồi. Không gia trưởng à? Bạn trai bên kia có gia trưởng không ta? Dạ không. Dân miền Tây ít gia trưởng lắm em ơi. Dạ có một điều nữa cho bạn gái vui luôn là hồi nhỏ lớn không hút thuốc. Rồi vui rồi đó. Còn gì nữa không? Ngoại hình. Ngoại hình thì em thích người có khuôn mặt nhìn có duyên. Dạ nụ cười hiền. Gì vậy tự nhiên nụ cười hiền cái bên kia cười cái rần lên vậy? Thích với người có em... tóc hay là người không có tóc? Có tóc. Tự nhiên mắc mớ gì rồi hỏi câu đó. Chào chị. Này hơi ít tóc. Cái này là người ta mua đen. Mua đen người ta làm láng. Xuất tiến lên, thương mại mà lên. Tướng ngon không? Rồi đẹp trai. Sang trọng. Nè ngồi xuống góp ý chân thành nha. Nhậu ít lại nha. Dạ. Nhậu rồi tập thể dục vô nha. Dạ. Cũng tập gym thường lắm chị. Tập thường đó hả? Dạ thường mà tại vì cũng vậy đó hả? Đi tiếp khách hay đi công tác vậy đó. Cái mình bỏ tập cái nó bụng nó mau lên đó. Mình có tật xấu gì không? Em thì tật xấu em thì cũng hơi nóng tính. Em thì em không thích mà người phụ nữ mà tối ngày nha vậy đó. Nghe vậy đó cái mình nóng cái mình bỏ mình đi. Đi đâu? Thường thường em đi cắt tóc. Mỗi lần nhận nhau rồi buồn buồn đi cắt tóc. Dạ, nóng hoài thì ra vậy đó. Cắt tóc rồi ví dụ như nặng mụn nè, bắt xa mặt rồi cho nó thư giãn vậy đó. Trời đất ơi. Dạ. Nó nghe là có khi nào hai mối tình kia người ta bỏ mình đi cái mình đổi giới tính không? Dạ không. Dễ gì. Tại vì hồi đó giờ sở thích em vậy á. Vậy luôn hả? Dạ, mập mập chứ thích mặc mấy cái áo body vậy đó. Quần giả dạ, body thì phải cái bụng nó phải 6 múi, cái bụng có 1 múi à. Thì ở ấy gán đi tập gym đó chị. Chê quá là gái chê quá. Dạ được không chị? Được. Quá được luôn. Để em coi đây. Chốt cái bụng hơi tròn chút. Ô trời gái Kiên Giang. Được anh này được, đẹp trai. Chồng giận thì em làm cái gì? Chồng giận chắc em không có nói gì đâu. Không nói gì. Thì mấy lúc mà anh bỏ đi cắt tóc nặng bụng massage mặt em làm gì? Massage cái vấn đề đó em hơi bị không thích đó. Không. Dạ. Massage bây giờ đâu phải massage là xấu đâu, massage mặt. Massage mặt không hả? Massage chân. Em nghĩ bạn nam ấy chắc cũng chăm sóc thân thể quá hả? Đúng rồi. Dạ. Chăm sóc thân thể chính mình, nhan sắc chính mình là làm đẹp cho gia đình, làm đẹp cho xã hội. Dạ. Ai mà chơi chồng em cũng buồn chứ bộ. Dạ. Cũng như em phải chăm sóc bản thân em. Dạ. Để khi ai khen em đẹp, chồng em cũng tự hào. Dạ. Được không? Dạ. Thôi thấy ổn đó. Dạ. Ha. Đàn trai cũng ngon, đàn gái cũng ngon. Được à, cặp này hợp nè. Em có đi với người thân không? Dạ có hả? Đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào Cát Tường. Dạ. À, chào bác. Con gái cô thì nó hiền lắm, nó ít có nói lắm. Nếu mà hợp với nhau thì hai vợ chồng nói nhau nghe vậy đó. Chứ đừng có la, đừng có dùng vũ lực rồi. Con thì con ghét vũ phu lắm. Có gì nói thẳng thắn hai chồng nói nhau rằng mình xây dựng thôi chứ hồi nào giờ con không thích những đàn ông mà con không có vũ phu. Được đó con gái ơi. Được đó con gái ơi. Mẹ nói vậy rồi ha. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi bạn trai mình có đi với ai không? Dạ đi với một người anh làm chung cơ quan hồi trước. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh. Chào bạn. Anh ngồi bên đây anh nhìn thấy bạn làm quen của Mến là thấy được đó Mến ơi. Nhưng mà anh thấy Mến đó giờ không có bạn gái hả? Có nhưng mà Mến thường hay giấu lắm chị. Đó rồi chết rồi tiêu rồi. Rồi cảm ơn anh, được rồi anh. Để hồi em kéo màn lên khai thác chuyện đó nha. Hơi giấu nha. Rồi kéo màn lên đi. Kéo màn lên cho hai người gặp đi ha. Đừng ăn hiếp nhà gái tôi nha. Dạ chào anh ạ. Anh có món quà này gửi đến em. Dạ em hỏi cái vụ hồi nãy cái anh kia anh nói là nhiều cái có mà giấu. Cái anh hồi nãy anh nói vậy á thì anh có thể anh giải thích cho em nghe nói đúng không? Nói chung thì anh thì cũng nhiều người phụ nữ thích lắm. Dạ. Tánh anh ngộ lắm, nếu mà anh không thích là anh chủ động, anh lạc thì anh không có, nói chung không có quan hệ. Dạ. Thành ra là không có gì dướng bận vậy. Thôi mình cảm nhận vì lần đầu tiên gặp nhau thế nào? Rồi em thấy anh sao? Dạ anh em thấy anh giống như là cái hình mẫu của em vậy đó em. Vậy hả? Dạ. Ủa thích mập vậy đó hả? Dạ không phải mập nhưng mà em thích người mặt tròn, hớt tóc cao, nhìn hiền. Thì em thấy anh hiền.
hy vọng là những cái cảm nhận của em bây giờ á, về lâu dài sau này thì nó cũng giống như là em cảm nhận. Mốt lấy nhau vậy ai giữ tiền? À, cho vợ em giữ. Anh nói đó nha. Tại vì anh giữ tiền không được. Dễ thương không? Vợ anh giữ. Anh nói đó nghe. Cô này thấy hiền hiền nhưng mà nói câu nào chắc câu đó đó nha. Như vậy thôi, mỗi người nói một câu thật tình cảm. Thôi, một câu mình gì sẽ tiến hành bấm nút. Qua là lời nói chung thời gian không có nhiều thì bây giờ cũng mến. Thì có thể là ví dụ như mình về dưới mình sẽ gặp nhau nhiều hơn, rồi mình sẽ chia sẻ cuộc sống, nếu mà thích hợp thì mình sẽ đến nha. Được không em? Dạ em sẽ suy nghĩ. Rồi, suy nghĩ đi, quyết định nha. Một. Ấm lùng. Anh Hùng không kịp chi vậy. Hai. Ba. Tài. Dạ. Tài ấm rồi. Ấm luôn chứ bắt cái gì. Ấm à. Ấm luôn. Xin phép mẹ cái đi, xin phép bác cái đi. Bác xin phép cho nắm tay. Anh nói rồi, anh nói xin phép. Đấy, hồi hộp. Thôi bây giờ hôm nay là ngày rất là quan trọng. Coi như chính thức hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Mình sẵn có bác đây, mình hứa gì đi ha? Thì có bác ở đây thì con cũng xin hứa là nếu mà con thì đến chuyện tình cảm thì con nghiêm túc lắm. Nếu mà đến thì chân thành thì con sẽ không có phụ lòng người lớn. Này cũng bác không phụ lòng người lớn còn người nhỏ sao? Cũng không phụ lòng em luôn. Cảm ơn anh. Chúc các bạn sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn anh Hoàng Linh, cảm ơn tất cả mọi người trong ekip của chương trình đã tạo điều kiện cho em tham gia chương trình. Em chúc chương trình ngày càng thành công hơn, đem nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với tất cả mọi người ạ. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em nhé. Hy vọng là sớm nhận được tin mừng từ hai bạn nha. Thương ít ít, từ thương ít ít người ta đi luôn. 32 mùa lá rụng, chưa một lần nắm cổ tay ai. Chưa có chín chắn ấy. Nhìn thấy gái đẹp thì mình rung động. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi đó. Mời bạn trai. Giới thiệu về mình. Em tự giới thiệu, nói chung là có cái tên cũng hơi đặc biệt. Em tên là Phạm Minh Đồng. Năm nay 32 tuổi, đang làm tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Úc, đến từ Bình Định, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em là người quản lý học sinh. Bạn gái. Em tên Hoa, tên đầy đủ là Bành Thị Hoa. Quê nguyên quán là ở Nghệ An nhưng mà địa chỉ mà thường trú là ở dưới Bà Rịa, còn tạm trú ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em vừa tốt nghiệp ở Đại học Khoa học Tự nhiên, còn đang đi dạy gia sư và công việc chưa có ổn định ạ. Có cần quản lý không? Em thích rồi đó anh Quỳnh Linh ạ. Bây giờ là tốt nghiệp, mới vừa tốt nghiệp xong, giờ đang là đi dạy mà chưa ổn định. Dạ. Có ai đeo đuổi không? Hồi xưa em có hai mối tình rồi chị. Cái anh đầu tiên em quen được hai năm mấy, anh thứ hai quen được gần hai năm ạ. Cái mối tình đầu em nghĩ là hay là tại vì mình thương người ta nhiều quá, mình rút kinh nghiệm, mối tình thứ hai mình thương ít ít, từ thương ít ít người ta đi luôn. Mối tình thứ ba khỏi thương luôn. Trời. Bạn trai nghe bạn gái chia sẻ vậy, bạn thấy sao? Mình thì có mấy mối tình rồi bạn? 32 mùa lá rụng, chưa một lần nắm cổ tay ai chị. Ôi gì thiết ghê vậy. Biết đâu hôm nay là có cơ hội đó anh. Chút nữa em cho thì anh nắm. Ủa sao anh khó tính quá hay sao? Chưa có mối tình nào vậy? Dạ không phải đâu anh. Nói chung mà nhà cũng hơi đặc biệt xíu. Rồi xong thì đi làm rồi đi học. Rồi đi làm rồi lại đi học nữa. Ế nó đi về. Không có để ý ai hết trơn hả? Thì cũng nói chung là lo công việc trước, cho nên là cũng không đặt nặng vấn đề đó. Chưa tới lúc thì nay cũng hoàn thành xong rồi. 32 là... tuổi mà chưa có mối tình nào, cũng xem lại giới tính này nha. Có đâu quá à. Có không? Em là nam tính rõ ràng. Chắc không? Chắc. Em chưa quen ai xem biết em nam tính rõ ràng. Em đi khám rồi chị. Khám gì? Thì đi khám chứ giờ biết khám gì. Khám gì mà biết mình giới tính rõ ràng. Thôi cái chuyện này đừng có hỏi để người ta tính sao.
chuyện tình cảm. Ủa mà bạn có rung động trước một người bạn gái nào chưa, một người phụ nữ nào chưa? Dạ thì cũng có chứ chị, nhìn thấy gái đẹp thì mình rung động. Bây giờ mà em quen một người bạn trai mà chưa có một cái kinh nghiệm gì trong tình trường á, thì em thích thú với điều đó hay em cảm thấy ngại? Em lo ảnh chưa có chín chắn ấy, không biết làm sao mà em cứ toàn mấy em nhỏ tuổi hơn mến không à. Cái em thấy chưa có trưởng thành nên lần này em đăng ký em nói là chọn lớn hơn em 5 tuổi để cho nó trưởng thành sau này. Thì lớn hơn đó. Dạ, bây giờ lớn hơn nhưng em thấy chưa thích ai, em cũng thấy lo. Bây giờ bên đây cho hung bên kia không biết hung rồi làm sao? Chị yên tâm đi, em còn xem phim Hàn Quốc nhiều rồi chị. Cho nên là em có thể em hung cũng không giỏi lắm nhưng mà cũng gọi là tạm được. Rồi giới thiệu về năng lực của mình đi. Điểm mạnh của em thì nói chung là tính hiền, dễ hòa đồng. Điểm yếu thì nói chung là nhát, ngại nói trước đám đông, không biết đờn ca sáo thổi. Ưu điểm nhất của em là nấu ăn. Còn cái ưu điểm nào khác không anh? Chơi các môn thể thao anh đều chơi được. Ví dụ như đá bóng, cầu lông, bóng bàn. Anh có hay đi phượt không anh? Khi nào thì cơ quan nghỉ hoặc là có dịp lỡ gì đó thì mình cũng có đi phượt. Dạ, thỉnh thoảng còn... là được rồi. Em là em thích đi bộ anh. Thì anh cũng ở trọ thôi, nhưng mà cũng có cái khuôn viên rộng lắm. Thì tối nào anh cũng đi bộ hết á. Nếu như em thích thì anh có thể dẫn em đi bộ xung quanh chung cư của anh ở. Trời ơi. Tôi là em có điểm gì chung cư. Mình hình dung người bạn gái của mình như thế nào? Dáng người thon xíu, khuôn mặt dễ nhìn, tính tình thì hiền, như vậy thôi. Không mà em thấy tiêu chuẩn của anh em được 50% rồi đó anh. Em có tiêu chuẩn gì không? Em không đòi hỏi tiêu chuẩn gì nhiều chị. Em chỉ cần cao cao hơn em 1m7, 1m8 gì đó chị. Làm gì có 1m8. Thì 1m7 thì có chưa nữa. Bên đây cao 1m9 á. Đừng có bụng bự với đòi hỏi là được rồi. Xoay qua chứ giấu cái gì. Nhưng mà anh này không đủ chiều cao rồi. Dạ đúng rồi. Cao nhiêu? Em cao có 1m65 thôi chị. Rồi có 1m65 mà. Có 1m65 mà rồi sao? Để em xem xét xem, hình như bây giờ dép bệt cũng hơi nhiều. Mà hỏi thiệt có thích gái không? Thích chứ sao không thích trời. Chị hỏi xem có hay ghen không chị? Anh có hay ghen không? Chứ bạn gái trẻ đẹp. Không, em thì không có tính hay ghen. Nhưng mà đi với ai thì giờ em điều tra. Mình đã chuẩn bị gì cho cái đám cưới chưa? Thì cũng có chuẩn bị chút. Có phải làm dâu không? Anh chị đều lập gia đình hết rồi. Bố mẹ thì cũng ở riêng cho nên là em không có... không phải về làm dâu. Anh có cái tật xấu gì không? Em nhậu nhiều lắm nhưng mà muốn có 2 lon. 2 lon thì cũng đâu có nhiều. Ui vậy hả? Giờ em cứ nghĩ là nhiều không à? Tôi nghi giới tính ông mày lắm luôn á nha trời. Cứ nói chuyện hồi tôi thấy sao nó loạn rồi nó gì vậy? Chơi không chứng thôi chị thua rồi đó. Chút xíu à, ôm đại chị Cát Tường á. Được được không chị? Chứng minh giới tính nè. Qua anh coi cô gái bên đây. Dạ, chào anh. Trời em. Em hỏi anh Luyền Linh đi, chứ chị chưa dám trả lời. Chị chưa nhận định được. Chuẩn men, yên tâm. Em chuẩn men rồi. Vấn đề là bởi vì cuộc sống cũng hơi khó khăn. Một mình anh ở đây ở trọ, đây cũng chưa có nghĩ đến lập gia đình. Anh này dễ thương. Chưa một lần nắm cổ tay ai. Coi như là em là, nếu mà em chọn ảnh là em là tình đầu, là tình cuối luôn. Em hy vọng được vậy đó chị. Hy vọng được vậy ha. Yên tâm. Bây giờ mình gặp người thân đi. Rồi mình đi với ai bạn? Dạ em đi với đồng nghiệp fan hâm mộ của em. Trời có fan luôn hả? Dạ. Đâu fan hâm mộ của ảnh đâu. Trời ơi nhiều quá. Quá xuất sắc luôn. Dạ kính thưa anh Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Cùng kính thưa ban tổ chức thì chào hai em. Thì bạn Đồng là một người giáo viên rất là siêng trong vấn đề là công tác. Cái ưu điểm của bạn này là nấu ăn rất là giỏi. À, em cứ an tâm Hoa ha. Dạ, vấn đề đó ạ. Hiền, phải nói thẳng ra hiền, nhưng mà hơi nhút nhát về vấn đề tình cảm, cho nên đến giờ này vẫn chưa có gia đình. Thầy cũng mong rằng em hãy cố gắng nhìn bạn của mình và tiến đến càng sớm càng tốt. Cảm ơn thầy nhiều. Hoa, em có đi với ai không? Dạ, em có đi với chị gái ruột của em ạ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả trong khán phòng. Em gái của em thì nói chung là nó là cô gái hiểu chuyện. Mong muốn một người đàn ông mà bản lĩnh một chút xíu. Thấy anh thầy giáo thì chắc là quản lý học sinh rất là tốt, nhưng mà anh nhút nhát quá. Chắc bị em gái bắn hiếp quá. Ô vậy tốt chứ. Anh nghĩ rằng anh này được đó. Anh rất bản lĩnh khi mà xử lý công việc. Nhưng mà già nhút nhát gì thì vợ khoái quá đi chứ trời ơi. Nhưng mà không sao, biết đâu lại cho nhau cơ hội. Em tìm hiểu lại thấy cái điểm hay. Yên tâm, cái chuyện quan trọng hai người thôi. Rồi, kéo màn chị, lên đi. Kéo màn lên. Mạnh mẽ lên anh. Sao tôi bên cạnh nào. Dạ trời. Anh có món quà gửi em. Cảm ơn anh ạ.
Đó, mình đứng ra mình đo cái đi, đo cái coi được điểm nhấn mà. Đó, vẫn xứng đôi như thường. Đúng rồi, đâu mẽ lên anh. Còn đâu phải lùm lắm đâu chị. Đúng rồi. Dày thôi mà. Anh là lúc nãy nói quê ở đâu ạ? Anh thì quê ở Bình Định. Chỉ nghe đồn gái Bình Định có võ thôi, còn lại chưa biết gì. Người ta nói vậy chứ con gái Bình Định cũng hiền lắm. Có anh. Rồi. Không, ý là em nói là có anh là con trai. Tự nhiên nói con gái Bình Định hiền lắm, trong đó có anh. Tại này chứ em chưa nói hết mà. Em người Nghệ An á. Nói chung em cũng tự hào Nghệ An lắm. Với lại em cũng thích người ngoài mình. Tại vì thích là để cho cùng quan điểm về đỡ cãi nhau. Thì đúng rồi, người miền Trung thì với người miền Trung thì cũng dễ thông cảm. Bây giờ anh cảm nhận cái ảnh men không? Anh có làm cái động tác gì men chút em cảm nhận cái anh. Đây. Sai rồi. Được. Không có men. Men hả? Cái gì về sao men? Chứ giờ làm sai rồi, men anh. Thế nào dân Bình Định mình võ thế nào coi, thí dụ thôi. Võ hả? Hả? À? Võ thì đứng như thế này. Ừ, rồi sao? Thường ngày em thấy chị tặng trời các ơi. Phường hay kiểm chứng cái đụng. Không có được. Không được. Không được thì em về em tập lại. Tập lại ha. Dồn hết sức mình tỏ tình sao cho mình là một người chuẩn men nè. Thì nếu như mà bạn đồng ý hẹn hò sẽ có cách là để cho bạn thấy được mình là chuẩn men hay không. Cách gì để biết mình men? Hả? Mình sẽ dẫn bạn đi chơi thể thao. Thì lúc đó bạn xem mình đá bóng hoặc là chơi các môn thể thao thì có mạnh mẽ hay không. Tiến tới hôn nhân thì mình sẽ cầu hôn thế nào? Đứng đây nè bạn. Đứng sát bên để coi con men không nha. Rồi. Rồi bắt đầu, chuẩn bị. Đừng có đứng dậy mà... cầu hôn nha. Nếu như mà em đồng ý hẹn hò và tiến tới hôn nhân thì anh về sẽ nói với ba mẹ và qua thư với ba mẹ em để cho chúng mình kết đôi. Lỡ ba mẹ không đồng ý làm sao đây anh? Thì mình phải có cách thuyết phục, năn nỉ. Nếu như mà hết cách rồi không đồng ý luôn thì làm sao đây anh? Lúc đó thì mình kiếm một nơi nào đó đưa nhau đi trốn hả? Đúng rồi. Bây giờ ba mẹ không đồng ý thì hai đứa mình phải tốn đi hoang. Cái này em không nhiều được đó. Em có dự tính như vậy không? Không, em không có dự tính đi trốn đâu anh. Một lần được, hai lần, khi nào mà thuyết phục đủ thì thôi. Bây giờ xin hôn của con cái thôi coi sao. Thôi anh, từ từ anh. Không thử thì bản lĩnh đàn ông đâu. Rồi, được. Đâu sao nói sao. Thì bây giờ lần đầu tiên mình gặp đúng không? Thì nói chung là biết chuẩn men hay không. Thì như vậy em có thể cho anh mượn tay được không? Đàn ông rung gì kỳ. Không gì. Đâu có đâu. Người ta phải cảm nhận cái mùi thơm trên tay người phụ nữ sao mới là đàn ông chứ. Thôi đừng làm khó anh nữa, anh Quỳnh Linh em thấy cầm rung lắm. Rung lắm không? Rung. Bình tĩnh nha. Bữa nào đi đâu kêu tôi đi theo nha. Rồi, có gì bữa nay em kêu anh. Nhớ nha. Em gặp anh lần đầu thì em cảm nhận như thế nào? Nói chung thấy anh cũng hiền lành. Không ai nghĩ tới cái trường hợp xui nhưng lỡ hai vợ chồng mất việc đi. Cái rồi xong rồi trong nhà khó khăn quá rồi làm sao? Em yên tâm vấn đề đó đi, anh xây sở giỏi lắm. Thì thứ nhất là mình có thể mượn tạm thời ai đó. Mượn thầy nè. Nói chuyện con cái đi, sao? Ví dụ như mà sau này có lập gia đình anh thích có bao nhiêu người con trong nhà đấy? Thì nói hai người là đủ rồi. Em là em thích đông á, em thích như đội banh vậy đó. Cố gắng. Nếu mà được thì hai người khoảng chừng nào kết hôn anh suy nghĩ thế sao? Ví dụ như bây giờ mình tìm hiểu rồi mình hiểu nhau thì như vậy cuối năm có được không? Em nói chung bên nhà dục rồi đó. Nếu mà cưới sớm trước cái mừng thọ của ông em càng vui. Tại vì Tết này là mừng thọ ông em rồi đó. Vậy thì nếu như em cho cơ hội thì anh có thể dẫn em đi chơi nhiều hơn để mình tìm hiểu nhanh hơn. Đó, bây giờ mới thấy câu này được nè. Buông thấy là như vậy. Rồi đặt tay vào nút phía sau đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một con người cũng hài hước lắm á nha. Một. Hai. Ba. Ba mươi hai tuổi chưa nắm cổ tay ai. Bây giờ em cho anh nắm tay đi. Ông mấy cái này ông cũng men quá ha. Men quá. Ông đàn ông ghê. Càng ngày phải vậy đó. Từ về trở lên. Mạnh dạn lên nha bạn. Đây chiếc vé xem phim. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.
Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Của em là trợ lý kiểm toán, em biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là nói nhiều. Em trải qua 2 mối tình. Em cũng nói nhiều lắm. Có ai nói em là thiếu men hay là bơ đơ gì không? Dạ có, cả công trường em luôn. Dạ đó coi, chết rồi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời em. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và bạn nam kế bên và tất chào cả em. Các quý vị khán giả. Em tên là Đào Vũ Trân, năm nay em 24 tuổi. Công việc của em là trợ lý kiểm toán. Và em hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê của em ở Sóc Trăng. Sóc Trăng là ở huyện nào em? Huyện Mỹ Tú, anh Quyền Linh biết không? Biết Mỹ Tú. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào bạn nữ, em chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Em là Bùi Duy Trường, em năm nay 30 tuổi, đã sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Nhà em ở quận mấy? Dạ, nhà em ở quận 7. Rồi, em làm công việc gì? Dạ, em là kỹ sư xây dựng. Em gái là ở quận mấy? Dạ, em ở Tân Bình. Quận 7, Tân Bình ha. Nửa tiếng là tới. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em hả? Vui vẻ, biết lo lắng cho người khác, chơi với bạn, em rất là nhiệt tình. Em biết nấu ăn, biết làm công việc nhà cửa. Khuyết điểm của em là nói nhiều. Em nói nhiều lắm, không biết bạn nam có chịu nổi em không? Đó là khuyết điểm. Dạ, đúng rồi chị. Rồi, bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là em không có nhậu nhẹt. Không gì? Không cờ bạc, rượu chè không? Không, không. À, tụi nó có chứ. Không có thuốc. Không có thuốc. Quá tốt. Em cũng nói nhiều lắm. Hả? Nói nhiều luôn hả? Dạ. Ai nói ai nghe đây? Dạ, nói thôi, qua nói anh lại. Anh nói thì em nghe. Em nói thành nghe. Nhiều lúc không ai nghe, mình mở máy thu âm ra nói cho nó nghe. Mình có nhậu nhẹt không? Uống bia không em? Em không biết uống bia chị. Chắc anh phải luyện đi chứ em uống cũng nhiều lắm á. Hả? Là bạn trai không có uống được chai nào hết trơn hả em? Dạ, em nhấm môi được chị. À, không có gì đi giao lưu đâu, đâu. Chở bạn gái đi theo để bạn ấy bạn rước giùm. Đi theo uống sữa không à? Cũng được. Tình trường mình thì sao? Trải qua mấy mối tình dạ, rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình gần nhất của em là quen được 4 năm. Em mới chia tay cách đây 2 năm. Lý do tại sao chia tay 4 năm là cũng một thời gian khá dài. Kiểu giống như một thói quen á chị. Là cứ đi chơi rồi như vậy thì em không có thấy được cái tình yêu trong đó. Rồi em nghĩ là em không muốn phí thanh xuân. Năm giờ em lên chương trình này em muốn tìm lại thanh xuân. À, coi như không có bạn trai là mất tuổi thanh xuân đó nha quý vị. Phải có tình yêu mới có thanh xuân nha chưa. Rồi, bạn trai. Dạ, em có một mối tình. Dạ, thời sinh viên. Dạ, tới giờ, từ đó giờ em chưa yêu ai. Cái mối tình đó là hai người quen lâu không? Dạ, cũng quen hết quãng đời sinh viên. Nhưng lý do tại sao chia tay? Dạ, em chơi này nọ, không có lo sự nghiệp. Ủa nãy em đâu thấy đâu hư gì đâu mà giờ em hư là sao? Dạ em chơi khác á. Chơi gì dữ hơn hả? Rồi không hẹt, không thuốc lá, chơi khác mà ra. Dạ không, em chỉ tụ tập bạn bè thì đi cà phê cà pháo suốt ngày thôi. Vậy đâu phải chơi. Nhưng mà quen mấy năm vậy em? Dạ 3 năm anh. 3 năm. Từ lúc em chia tay bạn gái đến bây giờ là bao lâu rồi? Dạ cũng gần 5 năm nè. 5 năm rồi. Không yêu ai hết. Dạ tại vì môi trường em đi đồng nghiệp em còn được không anh? Rồi gặp con trai hoài rồi nó quen rồi sao? À, không sao anh. Em vẫn yêu được con gái mà anh. Giới tính rõ ràng không? Thì rõ anh. Chuẩn men không? Có anh. Có ha. Đi làm xa có ngủ chung với bạn trai không? Dạ có chị. Có ôm không? Dạ lâu lâu. Lâu lâu đúng không? Thì đồng nghiệp anh. Có ai nói em là thiếu men hay là bơ đơ gì không? Dạ có, cả công trường em luôn. Trời đất ơi, chết. Chết rồi. Để không? Trời, trời anh chị nhìn giùm em đi. Để chị nhìn, để chị nhìn coi. Che cái gì? Ủa đi công trường á hả? Dạ. Em kỹ sư xây dựng á hả? Dạ. Người ta đen thù lùi sao em trắng tinh vậy? Dạ son phấn. Em bịt 8 lớp khẩu trang hả? Em ngồi thẳng cái lưng lên coi. Men không? Dạ có. Trời ơi dạ có sao mà nó yếu ớt dữ vậy trời. Trời em bị run vậy. Chết rồi, uống sữa tươi đó chị. Béo tay béo chân vậy. Thôi cái này chị không có dám chắc chắn nha. Cái này em phải tự tính với em. Chị nhìn bên ngoài là chị không dám chắc chắn. Là màu tím. Tím. Áo màu tím nha cưng nha.
Mà tiếng... Trời ơi, nó nghe nè, em thích gái không? Chắc có chị. Em thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Sao? Nói chung là biết chăm lo cho gia đình được rồi chị. Với lại ổn định về công việc. Rồi, cái đó bên đây ổn định rồi. Về ngoại hình á, để coi em có chăm chú đến cái ngoại hình người phụ nữ không? Thích dạ. Phụ nữ làm sao? Dạ, em quan trọng tính cách hơn vậy. Tính cách thôi. Em tròn lắm nha. Rồi, bạn nghĩ... gái, bạn gái hơi tròn chút xíu được không? Dạ được chị. Chừng nào đám cưới? Dạ luôn cũng được. Luôn cũng được. Dạ. Đám cưới vợ ở đâu? Dạ ở đây gì? Ở đây là ở đâu? Có nhà chưa? Nhà em bên quận 7, ở chung với ba mẹ. Chung với ba mẹ? Dạ. Rồi làm dâu không? Ba mẹ khó không? Ba mẹ em steam lắm chị. Mẹ em còn nhảy được oppa cả năm sai. Ủa vậy hả? Dạ. Wow, quá dữ, quá dữ. Dữ. Được. Đó, thì rất là đẹp trai, rất là trắng trẻo. Được chị, hả? Em thích đẹp trai chị. Nhưng mà thì còn cái phần sau thì em phải tự lo. Nói vậy thôi chứ đàn trai. À, cái phần mà men đó hả chị? Ừ, em... Không sao, em có máy test ở nhà. Ủa máy test là máy gì em? À, nam, chuẩn men, test giùm em. Máy test chuẩn men? Dạ, có test hả? Có. Bữa nào anh thử anh coi. Thôi anh xác định được hai ba đứa con gì. Có con chưa chắc là men chưa nha chắc em. Vậy hả? Ta thay, thay đổi theo thời gian chưa chắc đó. Nhưng mà bảo đảm em bây giờ chọc chàng trai bên đây cho vui thôi. Chứ chuẩn men, còn sau này thay đổi sao anh không biết. Rồi, sẵn anh Linh qua họ nói anh Linh nghe em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào, em nói anh nghe luôn đi. Em muốn tìm mẫu người cao. Mét mấy? Khoảng mét 68 đến mét 7. Em thích mập. Chi vậy? Đã mập ấy là tròn tròn đô con á. Tại vì em mập rồi, nếu mà đi với cái người ốm á, tự nhiên nhìn ra số 10, nếu thì đi người ốm ra số 10. Bên, chắc là số 0. Hai số 0 không có số 1. Thích gì nữa? Em thì không thích hút thuốc. Rồi yên tâm. Thích thôi, phải biết nhậu tí, tại vì con trai mà. Kỳ lạ, có nhiều phụ nữ không thích chồng nhậu mà giờ thích chồng không, nhậu. Không, tại vì nhậu không phải là nhậu say bét rồi, không lo cho vợ con mà nhậu thì có chừng mực đi xã giao. Nhiều khi hai mấy bạn bè, hai vợ chồng nhắm môi đó. Uống với nhau một ly cũng dễ nói chuyện. Đúng rồi, dễ nói chuyện hơn, có bia vô thì giờ em muốn uống nhiều nó nhắm môi thôi. Nhắm môi lon cũng được. Sao nhắm môi lon, nhắm môi là nhắm môi. Có cái môi vô thôi. Rồi, em không thích điều gì người đàn ông? Em không thích gia trưởng. Trời này chắc không gia trưởng nổi đâu. Gì nữa? Em hơi ghen á nha. Em thấy anh ấy chở cô gái đi em làm gì? Thì về nhà em hỏi. Em hỏi là đi với ai? Nếu mà nó đi với con gái anh ấy nói được rồi, vậy là anh men rồi. Được, tôi thấy cặp này ổn. Có đi gái là men, còn nếu mà đi nam không à, em hơi sợ. Rồi được rồi, bây giờ hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với xe 16 chỗ ngồi, nguyên gia đình em lên. Tại vì gia đình em nôn lắm chị. Gia đình ở dưới Sóc Trăng lên hả? Đúng rồi. Nguyên chị. Gia đình luôn. Đúng rồi chị, rất là có tâm. Này ba mẹ em với cô em. Ba với, mẹ cô. Bà nội em. Bà nội luôn. Dạ con chào nội. Chào cả nhà Mỹ Tú Sóc Trăng. Dạ, chào cô. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và bạn nam và quý vị khán giả, đây là mẹ của Bủ Trân. Thấy con rể tương lai mình sao? Thì thấy cũng được. Nói thì thấy cũng... Cũng được là sao? Hỏi số chặt mình làm gì cô? Nhà thì bán quán thôi. Bán quán hả? Dạ. Bán quán cà phê. Về phụ bán quán được không? Nói chuyện với cô đi. Cô thấy con sao, con bán quán được không sao đó? Hỏi đi. Hỏi luôn nha. Ừ, hỏi luôn đi. Dạ cô, em chưa gặp bên kia mà. Thì bây giờ mình gặp người lớn trước nè. Em chào nội, em chào cả nhà. Dạ, cho con về Sóc Trăng bán quán được không ạ? Đây cô em. Cô đúng không? Dạ cô. Dạ, chào cô. Dạ, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Thấy bạn trai này cũng hợp với chân thì nếu mà hai người mấy thì cho nhau cơ hội. À. Giờ hỏi kiến người cao tuổi nhất nào, bà nội. Nội đi. Nguyễn cháu chịu và nội chịu hả? Không có ý kiến tại vì mình già rồi. Không, không có ý kiến đâu. Trả. Bà nội, hồi xưa người ta có làm mai làm mối giống vậy không? Không. Chứ sao? Thì người ta dắt lại nhà ta làm mai chứ đâu có là vậy đi. Dắt lại nhà làm mai hả? Nó dắt lại nhà làm mai được giờ chứ. Giờ dắt lên sân khấu làm mai vậy được không nội? Được, thế vậy là tốt đó, đông người vui hơn. Nội có coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Có chứ, ở nhà cũng có coi. Hay không nội? Hay. Nội coi khoái không? Chú Linh với cô Cát Tường. Dạ. Hay quá, đẹp quá. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ với một người bác ở quê. Dạ, có mẹ nữa ha. À, mẹ nhảy Gangnam Style đúng không? Dạ, chào mẹ cô. Mẹ xịt tiền dâu lắm á.
Xin chào MC Quyền Linh Cát Tường. Dạ. Chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi là mẹ của Duy Trường. Và hôm nay chúng tôi tới đây là cũng với một mong muốn lớn nhất là thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để rước được nàng dâu ạ. Cô nhận xét nàng dâu tương lai như thế nào? Bạn gái đây thì cũng xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát. Theo như tôi thấy tiêu chuẩn như thế này gọi là đủ rồi. Vậy nên là Trường con cứ xin phép gia đình bên gái để được hẹn hò. Rồi nếu sau này mà có con mà tâm đầu ý hợp mà có duyên thì mình sẽ dẫn tới hôn nhân. Nhưng mà lúc nó đám cưới cô có nhảy Gangnam Style không? Dạ có, lúc nó đám cưới cô có nhảy. Bây giờ sẵn lâu lâu dưới Sóc Trăng ta lên nó nè. Đàn trai mở lời trước đi. Mình đại diện đàn gái đứng lên đây đi. Hai bà thông gia tương lai có thể đứng lên. Nhân tiện đây là cũng thông qua chương trình thì tôi cũng muốn xin phép để gia đình với gia đình bên gái để cho hai cháu nó tìm hiểu. Nếu trong quá trình tìm hiểu mà các cháu nó tìm hiểu nhau mà nó ưng thuận nhau thì mình sẽ nói chuyện mà dẫn tới hôn nhân. Rồi. Xin nói thêm một tí nàng dâu ạ. Nàng dâu tương lai. Facebook của mẹ là Huê Huê sinh năm 1968. Con nhớ vào để xem và nghiên cứu kỹ xem là mẹ chồng tương lai của mình như thế nào. Hay quá. Dạ, bây giờ thì con thấy bác cũng vui tính. Đúng là chị tin dâu luôn. Chị tin dâu. Mẹ này rất vui tính. Nhưng mẹ thấy là như thế là ok rồi đấy. Dạ, được rồi, con thấy ok rồi đó. Rồi, bây giờ thì cho hai trẻ gặp mặt nhau đi để coi hai đứa nó cảm nhận thế nào nha. Mở rào. Đứng đứng đó, tao tặng quà lại kìa. Ừ, trời ơi. Có món quà tặng anh. Thì ở đây là một cặp nam nữ. Thì thôi bây giờ em cho anh giữ một nam. Thì khi nào mà anh đồng ý nhấn nút thì anh tự tay cắm vào này thì mình là một đôi. Rồi ý nghĩa của cái món quà bạn trai tặng cho bạn gái là gì? Tự nhiên tặng con chó. Yêu nhau mới đầu tặng con chó là sao cưng? Nói cho bạn gái biết đi. Đứng hay ngồi anh? Hả? Đứng hay ngồi? Muốn đứng đứng, muốn ngồi ngồi, muốn nằm nằm. Tùy. Dạ em thấy nó dễ thương em mua. Hả? Anh thấy nó dễ thương anh mua. Dạ anh, em tưởng chó anh. Anh mua hộp rồi đó. Em thích món quà này lắm. Coi như là ý anh nói tối em ôm con chó ngủ nhớ tới anh đó. Nhìn nó nhớ tới anh. Nhìn anh nhớ nó. Trước khi mà anh thấy mặt em á thì em nói chuyện á thì anh nghĩ em thế nào? Và sau khi thấy mặt em thì anh thấy em như thế nào? Có khác nhau không? Gì gái gái móc móc gì vậy trời? Nói đi. Thấy đâu gì khác đâu. Ý là anh nghĩ như thế nào về em á? Anh thấy em đúng là nói nhiều. Mà em nói anh nói nhiều đâu, em thấy anh nói ít mà. Tùy lúc mà anh lầy lắm. Dạ em thấy anh chắc hợp á anh. Tại em cũng lầy lắm. Em biết nói gì nữa. Trời ơi. Anh vậy thôi để em nói đi. Em thì thấy anh hả? Cũng được. Em thì cũng tròn tròn, em thích người tròn tròn. Test cái vụ nãy tôi nói kìa, có men không? Em ở nhà thì em có cái máy test. Thì ví dụ như sau khi anh bấm nút á thì về em cho máy anh test. Anh chịu không? Chắc được. Chắc được. Anh có tự tin dạ, mức độ men của anh khi mà vào máy test không? Chắc chắn rồi. Tiện thể anh mượn luôn. Dạ. Anh về anh test mấy bạn anh luôn á. Dạ. Nó chơi với anh đùa lắm. Nói đi chứ để người ta nói hết, không tìm hiểu gì trơn hả? Em quan điểm về tình yêu sao? Rồi mình hẹn hò sao? Mình một ngày em rảnh giờ nào qua đứa em đi chơi. Thế em quan điểm thế nào về tình yêu hả? Em thích người chân thành. Khi mà chân thành á thì về chung một nhà thì mới có thể xây dựng được cái một mái ấm gia đình. Anh cũng vậy. Anh lãng mạn không anh? Có. Lãng mạn như thế nào anh? Không biết nói sao nữa mà lãng mạn lắm. Thôi anh thể hiện đi. Đợi sau chương trình này anh thể hiện cho em xem. À đợi. Ai thể hiện người ta mới bấm nút thì mới có sao chương trình. Chứ không thể hiện người ta có bấm đâu mà chương trình. Dạ, mẹ nói bấm nút rồi. Nói cho vui thôi, giờ phút cuối người ta vẫn thay đổi.
Em hỏi coi bây giờ em rảnh lúc nào, anh có thể chở em đi chơi, rủ đi đâu đó. Em thời gian rảnh của em là lúc nào ạ? Em thì rảnh thường thứ bảy chủ nhật. Anh lúc nào cũng rảnh á. Khi nào em rảnh thì anh sẽ sắp xếp được. Khi nào em rảnh là anh rảnh đúng không? À, đúng rồi. Ủa? Nếu vậy thì em cũng rảnh nhiều lắm á. Em làm chủ hay sao, lúc nào cũng rảnh rảnh? Không, em sắp xếp được công việc của em. À, em thích đi đâu, thích làm gì? À, em thích đi đâu? Em thích đi xem phim, shopping, em thích đi dạo. Với là anh có thích đi du lịch không? Anh rất là thích đi du lịch rồi, nhưng mà anh chưa đi đâu. Tại vì anh nghĩ là những cái địa điểm du lịch đó anh sẽ đi với người mà anh yêu thương. Còn... Rụt rè quá. Bây giờ thôi hát một bài hát tặng bạn gái đi nè. Tỏ tình. Chứ giờ sao tao bấm nút được trời. Đứng dậy kìa, mẹ nhắc tuồng ở dưới kìa. Trời ơi, đứng dậy hát tặng bạn gái một bài. Đúng rồi, vậy em hát một hai câu thôi. Rồi, được, cũng được nữa. Trời đất ơi. Nó thở ra không gì trời. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt em trên vai anh khóc òa. Những con đường xưa em đi rồi cũng đưa anh về bên em. Anh gái hát được không? À, được, nhưng mà cũng hát dở lắm anh. Thế nó, người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dài nắng. Đó, hát đi em, tặng bạn trai đi. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ơi biết bao nhiêu. Em sợ ngày buông lại mang tình đi mang. Bây giờ thời gian đã hết rồi các bạn. Em có thể nói một câu gì đó với bạn gái đi em trai. Bấm nút. Câu nói nhanh nhất rồi anh. Đúc kết nhanh quá nha. Bấm nút ha. Tôi là suy nghĩ kỹ lại nha, chứ tôi là nghi ngờ giới tính ông này lắm đó nha. Nãy giờ tôi vẫn còn nghi đó. Điều gì xảy ra sau 3 tiếng đếm? Các bạn nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình. Rất quan trọng các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng. Đó, nắm tay nhau đi, cái khúc này mới là đàn ông hay không nè. Nắm tay đi cưng. Xin phép nội, ba, mẹ, cô, gia đình nhà gái. Dạ, con xin phép dạ, nội, cô, với gia đình nhà gái. Cho con được hẹn hò với em. Ông hung là ta nói mình không có chuẩn men đó. Bài Tết ban đầu. Phải xin nội chứ, em thì cho rồi mà xin nội mới được. Dạ, nội cho con hung bạn một cái. Một cái thôi nội. Đó, nội ban đầu rồi đó. Cái gì vậy? Làm như hửi vậy. Hửi mà ta gội đầu chưa hả? Dán cái mái tóc ta lên, hôn vô má đàng hoàng. Làm lại. Mình men, men, men. Má đàng hoàng. Có dán nhẹ lên. Cái ông hôn mà tôi mệt gì đâu á. Thấy sao? Kỳ kỳ. Kỳ kỳ vậy. Chết rồi. Sao kỳ? Hôn mà là kỳ kỳ. Đông ngại quá, chưa hôn. Ngại hả? Nhưng có thấy hít vô hay có hít không hay là thở ra? Hít vô với anh. Hít vô hả? Thấy có cái gì? Thơm. Thơm à, đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa, trị nám, đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng thương hiệu Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Hết rồi anh. Hả? Hết rồi. Hết rồi hả? Hết rồi. Ở đây con chó của bạn.
Anh mới đem quà về nha anh. Có mà. Rồi đi về đi, nắm tay nhau đi về. Đây. Đi. Rồi gắn cái thằng nhỏ vô kìa. Có gắn. Cái thằng nhỏ nằm bên kia lăn lóc bên bển kìa, anh lên đưa giùm. Anh gắn thằng nhỏ. Thằng lộn. Trời, thằng nhỏ không. Mà để nằm vậy thôi. Rồi gắn vô đi. Nghe bông nè, tự gắn vô đi. Thằng nhỏ. Hai đứa còn. Rồi. Hai đứa thì thương ghê nha. Quận 7 Sóc Trăng ha không? Nhớ về Mỹ Tú nha cưng. Cầm nhớ cái này nha, tối để đầu gối ngủ nha. Quéo quéo tay bạn gái vô. Lấn con ta lọt thì khói. Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, trong lúc nắng lúc mưa em cũng biết nấu ăn. Còn nhược điểm của em thì nhiều lắm, mau quên, lười tắm đó chị. Trời đất ơi. Nhiệt tình với bạn bè quá, do công việc cho nên cũng hay nhậu nhẹt. Buồn thì uống được lon, mà vui thì uống được khoảng thùng. Một thùng? Dạ. Như vậy tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi cặp đôi đầu tiên đã bấm nút quý vị. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai trong ngày hôm nay. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên đầy đủ là Trịnh Quang Hùng, năm nay 37 tuổi, quê ở Thái Bình ạ. Mình làm việc ở đâu Hùng? Dạ, em quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm gì Hùng? Em làm bên ngành dược ạ. Ngành dược, nhưng cụ thể là Hùng làm gì? À, em phân phối dược. Phân phối, à. Dạ. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em xin chào chị Quỳnh Linh. Chị Quỳnh Linh chào cưng. Em xin lỗi. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Tuyết Nga, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Đắk Nông, hiện tại em sinh sống và làm việc tại Thủ Đức ạ. Rồi, em đang làm công việc gì? Em làm bên bất động sản chị. Mình làm dạ. Nhân viên bán hàng hay là sao? Dạ đúng rồi ạ. À, rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, hay nói nhiều lắm, nói chung lúc nắng lúc mưa, em cũng biết nấu ăn. Cũng biết chia sẻ với lại quan tâm người khác đó chị. Còn nhược điểm của em thì nhiều lắm. Ví dụ như là em mau quên. Rồi cũng có nhiều cái là em lười tắm đó chị. Trời đất ơi. Lười tắm là sao? Dạ tại vì có lần em đi nước ngoài á chị, một tháng nó lạnh quá. Nguyên tháng là em không tắm luôn. Đi nước ngoài một tháng không tắm. Bây giờ về Việt Nam em áp dụng giống vậy luôn. Dạ không chị, phải tắm chứ chị, tắm mỗi ngày. Có cái nào làm biến quá là không tắm luôn không? Rồi, gãi gãi là có rồi đúng không? Có xài dầu thơm không? Dạ không chị, cái đó em không có xài. Thôi thôi thôi, không có tắm đừng xài dầu thơm. Không tắm nhưng mà vẫn lau mình thay đồ chị. Tại vì nó lạnh quá, chỉ cần cởi đồ ra thôi là muốn mặc vô lại. Nói chung là chỉ có lau mặt thôi, cũng được. Lại gọi đầu nữa anh, tại vì mình gọi đầu để cho người ta biết là mình đừng ở dơ. Trời, cô này cô đọc kêu ghê nha. Hay. Cô cũng đặc biệt đó cô. Bạn trai thì sao? Nghe người ta không tắm một tháng là im luôn rồi hả? Dạ, nhưng mà cái đấy là do điều kiện khí hậu nó quá lạnh cho nên là bạn mới lười tắm thôi. Chắc ở Việt Nam thì bạn tháng chắc tắm được 40 lần. Em thì có cái khuyết điểm là do nhiệt tình với bạn bè quá. Hay cũng do công việc cho nên cũng hay nhậu nhẹt. Buồn thì uống được lon, mà vui thì uống được khoảng thùng. Một thùng? Dạ, đó là cái khuyết điểm lớn nhất của em. Tại vì cũng hay, nói chung là cũng tính cả lễ. Cho nên là hay, ví dụ như là đã về chơi với gia đình rồi nhưng mà bạn bè kêu đi thì có kèo nào đó thì lại đi nhậu tiếp. Cho nên là đó cũng là cái nhược điểm. Nếu như mà có vợ con, có gia đình thì sao? Lúc đấy rất là khó khăn là em sẽ thay đổi dần dần. Vì đó là cái khuyết điểm của em thì không thể nào mà làm ngay được. Hy vọng rằng có gia đình chúng ta sẽ bớt cái đó lại. Chứ cái đó là khuyết điểm lớn đấy. Nghe khuyết điểm của bạn trai em thấy sao? Dạ chị, cho em hỏi bạn trai. Em hỏi đi, em hỏi đi. Anh ơi, anh có hút thuốc không? Từ nhỏ đến giờ thì anh rất là ghét hút thuốc. Anh cho em hỏi là anh bình thường, thí dụ như anh đi nhậu vậy về anh có bị có lầy không anh? Nếu mà uống khoảng lon thì về bình thường, nhưng mà uống tới lon thứ 24 thì chắc là lúc đấy cũng chả biết nữa. Cũng hơi phê phê thì nó tính cách lúc đấy không phải là người, không phải là cái tính bản thân của anh. Mà lúc đấy thì lúc đấy là rượu nó anh không làm chủ được nữa. Rồi em làm gì mỗi lần nhậu xỉn về làm gì? Dạ lên giường ngủ chị ơi. Nhưng mà có khi nào mình làm bậy điều gì đó không? À dạ cái đấy thì em mới
Anh là chưa khi nào xỉn. Có cái nào nhậu xỉn rồi gặp gái người ta là bóc hốt không? Dạ không chưa. Nếu mà bóc hốt thì bây giờ đâu đang ngồi đây chị? Tóm lại là nhậu nhiều nó mất kiểm soát là hết sức là nguy hiểm. Thôi, em có mấy mối tình rồi? Em đã có gia đình rồi. Có gia đình rồi. Em đã có một cháu hôm nay được 12 tuổi thì đang sống với mẹ cháu và em chu cấp tiền. Mình lấy nhau được bao năm thì mình ly hôn? Vợ chồng em cưới nhau được 10 năm thì sau đó thì chúng em ly dị. Thì thực ra là tại cũng là do em cả, vì cái công việc của em là em đi hết tỉnh này tỉnh khác, thời gian nói chung là không dành được cho gia đình nhiều quá. Một tháng hồi trước nói chung tháng bình quân có tháng thì em đi tới 26 ngày, còn không thì tháng bình quân phải đi 10 ngày. Bây giờ mình có đi công tác nhiều không em? Dạ, 2 năm nay thì em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh chứ còn em cũng hạn chế rồi. Rồi, ok, vậy tốt rồi. Mời em gái. Dạ, em thì cũng đã ly hôn một lần rồi chị. Ồ, vậy hả? Dạ. Mình có cháu nào chưa em? Dạ, hiện tại thì bé đang ở với ba và bé gái 4 tuổi. 4 tuổi. Mình quen bao lâu là lý do sao chia tay? Em quen cũng được 1 năm á chị. Rồi bản thân em thì nói chung hai bên cái tôi nó lớn á chị. Nhưng mà chị thấy thường thì chia tay thì mà bé sợ với mẹ, tại sao em lại không nuôi con mà con ở với ba? Dạ, thời gian đầu thì bé ở với mẹ và em lo cho bé tất cả, thì ba không có phụ cấp cái gì hết. Và sau đó thì em, lúc đó là em không có cho bên gia đình bên đó tới lui với bên đây luôn. Rồi sau đó thì em suy nghĩ thoáng ra, rồi em mới chủ động liên lạc với ba bé và cho bé học ở môi trường Sài Gòn này á, nó tốt hơn. Với lại ở đây thì không phải thuê nhà giống như em đang ở. Với lại công việc của em cũng khó lo cho bé được. Thì dù sao là đưa cho nội cho bé thì cũng an tâm hơn. À, coi như là hai người này có vẻ lâm ly bi đát quá nha. Hy vọng ngày hôm nay các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn và bạn sẽ có một bến đổ cho nó bền vững luôn nha. Bỏ qua tất cả mọi thứ đó, bây giờ em muốn một người đàn ông như thế nào? Trước tiên là một người đàn ông, em thiên về tính cách anh. Tính cách như thế nào? Tính cách của anh là phải chững chạc, điềm đạm, phải hiền một chút, rồi có công việc ổn định một chút là được rồi. Anh bên đây nãy giờ nói chuyện thì em cảm giác hiền không? Hơi nhút nhát. Hơi hiền chút ha. Công việc thì ổn định rồi đó. Một chút chúng ta sẽ trò chuyện xem cái việc nó như thế nào. Rồi, một cô gái rất là xinh đẹp, dễ thương nha em trai. Hy vọng rằng em sẽ chinh phục được cô gái ấy. Thủ tục là xong xuôi hết rồi ha. Dạ, có giấy chứng nhận độc thân luôn rồi ha. Dạ. Bây giờ nếu được thì bạn muốn khi nào tiến tới hôn nhân? Một năm. Một năm. Dạ. Để chị hỏi bên trai coi. À, một năm nữa thì mình thí dụ mình kết hôn nữa được không em? Dạ được chị. Chị chỉ có một lời khuyên là bớt nhậu lại thôi là được. Sức khỏe của mình nữa, an toàn cho mọi người. Cái điều gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Nhưng mà không, người phụ nữ thì em chỉ không thích cái tính mà hay càm ràm thôi, không có gì quan trọng lắm. Cũng và cái công việc của em đặc biệt là cũng hay đi tiếp khách với bạn bè. Em không phải lợi dụng cái vấn đề đấy, nhưng mà nếu mà có bạn bè kêu rủ đi nhậu hay gì thì cũng chia sẻ với chồng, thông cảm với chồng một xí là ok. Thông là thông một vài lần, thông vừa vừa, nếu em biết đi biết về, chứ còn mà cứ em cái ở nhà đang dọn cơm vợ dọn lên ăn, bạn điện thoại lại cái em đi nhậu, gặp như chị ba lần thôi là cho em đi luôn, chứ ở đó mà thông cảm gì. Ví dụ cuối tuần mình đi một lần, yeah. Một tuần mình đi một lần, chứ còn nếu mà ngày nào em cũng dị nể bạn bè em đi như vậy là không có được. Dạ, nói chung là chỉ vì đối tác công việc thôi, chứ còn cái chuyện đột xuất thôi. Ví dụ như là các bạn ở miền Bắc mà đi vô đây kêu là anh hay em bay vô đây có công việc thì cái đấy em phải đi thôi, chứ còn bạn bè xung quanh hàng ngày thì thôi mời họ tới nhà nhậu cũng được chị. Nói chung là cuối cùng là cũng phải nhậu. Thôi, tôi nghỉ chơi. Bây giờ mình khảo sát ý kiến người thân đi. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị với lại những đồng nghiệp của em ạ. Cho gặp chị đi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ở bên này và tất cả các khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Yên, chị bạn thân với Nga 4 năm nay. Bé Nga ở bên này thì tính cách của nó rất là yếu đuối, tại vì bản thân một mình ở xuống dưới này ở chỉ có làm việc một mình thôi, nhiều khi là cũng hay buồn á. Ưu điểm của Nga là rất là vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, làm trong công ty thì làm Nga rất là hoạt bát. Nga có khuyết điểm là hay yếu đuối, tại vì bản thân Nga đã lỡ một lần đò cho nên là Nga không tự tin với bản thân mình lắm. Anh bên này thì chị thấy cũng vui vẻ, cũng chững chạc. Em cũng có một số góp ý như thế này, tại vì bản thân phụ nữ khi lập gia đình rồi là người ta cần một bờ vai vững chắc để người ta tựa vào, bản thân người ta đã rất yếu đuối. Cho nên nếu mà làm trong công việc nào cũng vậy, những mối quan hệ là mình đều có cái sự giao lưu giữa bạn bè. Đàn ông họ bằng lĩnh là điều tiết được cái ly rượu trong bàn nhậu,
chứ không phải là mình nhiệt tình với bạn bè là mình là người tốt. Cho nên nếu khi hai người đã xác định đến được với nhau thì em chỉ cần sự thấu hiểu giữa hai người mà thôi, để đến được với nhau, sống dài lâu hơn. Dạ em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Bạn gái đang rất là xúc động ha. Không có gì hết em, tại vì cái chuyện mà đổ vỡ là cái chuyện hết sức bình thường. Tương lai còn rất đẹp ở phía trước. Mình phải tự tin lên em nha. Dạ, tự tin lên. Câu của em gái rất là hay đó nha. Mình phải tự điều tiết trong ly rượu của mình. Câu nói rất là hay. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ, em đi với cháu ruột, với một em kết nghĩa. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em là tên là Trụ, là cháu của chú Hùng. Xét về mặt hình thức, hai người là có hoàn cảnh là rất là giống nhau. Chú về trách nhiệm thì rất là tốt, có trách nhiệm với gia đình. Nhận xét về bên nhà gái thì rất là tốt. Bản thân em thấy là hai bên rất là hợp. Nếu như đây là sân khấu của đám cưới thì có lẽ nhà trai là hơi lép vế một chút. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt rồi nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên gặp mặt em thì anh có bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có cuốn sách này tặng anh, dù rằng là em chưa có đọc. Trong đó thì em có ghi một câu, đó là cảm ơn đời mỗi sức may thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Được rồi, các bạn trò chuyện đi. Theo quan điểm của anh á, chúng ta đã có cháu rồi, thì khi mà sau này mà lỡ có cưới nhau về á, em mang con em về á, anh có thấy bất tiện không? Đối với anh chuyện đấy thực sự là không quan trọng lắm. Thứ nhất là con của ai cũng vậy, và con là đều là con người thì mình phải nên yêu thương quý hơn. Và đặc biệt là con của em thì chắc chắn là anh sẽ yêu quý hơn những đứa trẻ bình thường khác. Thì em cũng hỏi một câu nữa là anh cần điều gì nhất ở người phụ nữ? Khi mà đã bị ly dị một lần rồi thì bây giờ mục đích cuối cùng là chúng ta sống để mà gọi là chăm sóc lẫn nhau về già, tại vì anh cũng không bao giờ không phải là ít tuổi nữa rồi. Nếu mà sự tự hào mà anh đến được với em á, thì cũng mong em hiểu cho anh là đôi khi có những cái cuộc hẹn của các bạn đồng nghiệp từ nơi xa họ tới thì cũng xin phép tuần đi một hoặc hai lần đi nhậu, và nếu mà em có tranh thủ đi được thì càng vui. Nên là quay lại thì anh nói thẳng là hay nhậu chứ không phải là anh nhậu say xỉn không biết gì. Em thì cái vấn đề nhậu đó thì cái đó là nói chung là quyền tự do của anh, chứ lại vì tính chất công việc của anh thì em không cảm được. Nhưng mà em chỉ sợ những cái lúc mà nhậu quá xong rồi lúc đó là mình không kiềm chế được bản thân của mình á, hoặc là xảy ra nhiều vấn đề mâu thuẫn á, cũng không hay. Dạ. Cảm nhận cái người đang nói chuyện với mình là người như thế nào? Nếu mà để ánh mắt nhìn, ánh mắt nó hơi ngại ngùng xí, nó không dám nhìn thẳng nhiều. Tại sao không nhìn thẳng? Cứ nhìn thẳng đối phương đi để mình cảm nhận. Em sợ là bốn ánh mắt nhìn nhau thì nó lại sinh ra một cái gì đó, nó là cũng sinh ra cái gì? Chỉ có sinh ra tình yêu thôi. Dạ đúng rồi, em cái lời đó hơi khó nói, cũng hơi ngại. Không có gì ngại hết á. Em không thích điều gì em cứ nói, và thích gì cứ nói. Dạ nói chung là về bạn gái thì em cũng không có điều gì gọi là không thích. Nói chung là hoàn cảnh của bạn ấy thì cũng giống em. Em cảm giác có một chút gì rung động ở con tim mình chưa? Dạ, nói thật là trước khi đến đây là em đã rung mất 7 phần rồi, còn giờ gặp bạn ấy là rung mất 3 phần nữa, là coi em chọn 10 anh. Hai bạn hãy đứng lên đi. Chúng ta thì không có gì để ngại ngùng hết cả. Nắm chặt tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau ít phút để cảm nhận thật sự mình có rung động với đối phương hay không. Vốn dĩ từ trước giờ là em hát cũng không được, nhưng mà thôi thì vì em hay là anh cũng có một cái gì đó nó xuất phát từ trong tim. Cũng rất mong là quý vị khán giả ráng bịt lỗ tai để nghe tôi hát ạ. Cứ nắm tay và hát cho gái nghe. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc anh xa về, rằng mai đây anh lại đến. Ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em xin hết ạ. Rồi, trở về ghế nhớ đi hai bạn. Nào, đặt tay vào bấm đi hai bạn. Chúng ta không còn trẻ nữa,
để có thể còn quá nhiều thời gian và thời gian còn lại để chăm sóc nhau, để yêu thương nhau. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình ngày hôm nay nhé. Có rất nhiều người đang theo dõi các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Lý do tại sao em trai không bấm? Thật sự là em thấy bạn ấy rất là tốt với em, nhưng mà có khả năng là cái nhược điểm của em với bạn ấy, cái công việc nó khả năng là hơi không đáp ứng được cái... Tại vì nếu như mà em nói như vậy á, là cái nhược điểm của em là cái chuyện nhậu nhẹt, đúng không? Nếu mà bây giờ em không cố gắng để mà em khắc phục, em thay đổi thì không phải là cô gái này, và bất cứ cô gái nào em cũng không phù hợp với người ta hết. Nhưng mà em đã bật đèn xanh cho cô gái ấy ngay từ những giây phút ban đầu, nhưng cuối cùng em lại là người lại tắt luôn đèn. Tại sao là như vậy? Không sao cả, đó là quyết định của bạn ấy. Có thể là trái tim bạn ấy chưa rung động, mình cũng không có thể nào mà mình cản được. Nhưng mà em gái thì phải mạnh mẽ hơn nhá. Tương lai còn rất là dài ở phía trước. Mình luôn luôn lạc quan và yêu đời, và cố gắng làm việc, phấn đấu để mà chờ đón cái hạnh phúc đến với mình. Chắc chắn điều đó sẽ đến nha em nhé. Em cảm ơn chị. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Quà tặng cho mỗi bạn là một bộ sản phẩm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối, gửi tặng hai bạn. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Rất tiếc là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Tôi vẫn bất ngờ vì chàng trai không bấm nút, thà đừng mở đèn, rồi sau đó tắt đèn. Cái điều cầu mong cuối cùng là chúc cho họ sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhé. Và bây giờ là sẽ đến phần rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Quý vị khán giả đang theo dõi tại chương trình cũng sẽ nhận được một phần quà. Đó chính là một chiếc TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Nếu như các bạn có số thăm may mắn trùng khớp với số khăm mà anh Quyền Linh sẽ bóc ngay trên sân khấu, xin mời quý vị hãy lấy cái thăm của mình ra. Hồi hồi số đẹp 77. Xin gửi tặng cho em gái, đây là một chiếc TV Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Chúc mừng vị khán giả may mắn nhất ngày hôm nay nha. Kính thưa quý vị khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu như trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có offline Bạn Muốn Hẹn Hò tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ bảy và chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt vào những buổi offline của Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCB Media hoặc là cổng thông tin Love TV, và đừng quên nhấn subscribe quý vị nha. À, các cường Quỳnh Linh xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Muốn lấy chồng sớm hơn. Dạ muốn anh. Cái điểm mạnh nhất của em nấu ăn, nhưng mà em thích nấu nên không thích dọn. Ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét con trai ba hoa, nói mà không có làm được. Ngoài công việc ra mà em rảnh á là em nói dữ dằn lắm. Nói mà em đo luôn á là khoảng hơn 10.000 từ ngày.
mượn thơ của người khác, em có thể đọc rất là nhiều. Chinh Phụ Ngâm em đọc được, Truyền Kiều Nguyễn Du em đọc được, thơ của Xuân Diệu em đọc được. Em muốn cái gì đó nó là một cái đặc trưng khác biệt. Bản lĩnh của một người đàn ông không phải mà đọc được thơ đâu em ạ. Đúng rồi. Anh có gì hơn hẳn đọc thơ không? Về bản lĩnh, về kinh tế và chính trị em cứ yên tâm. Trời, đúng rồi. Chính trị ở đây nữa hả? Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 chủ nhật trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh.